Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện nay thì Hoa đang có mặt tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ngày hôm nay ba của Hoa đi cưa mé nhánh cây mấy cây sao. Mấy cây này thì trồng cũng được lâu năm lắm rồi đó. Nay thì có em Cường với anh Hiền đi theo ba của Hoa. Ba của Hoa chấp anh Hiền hai cây nhỏ hai bên, hai cây nhỏ cái bên, ba của Hoa cây bự, còn em Cường thì cưa cây ở phía ngoài. Quý vị nhìn cái hàng cây sao nằm ở phía trong cái hàng rào, cái đường đi thì nhỏ. Do mấy cây này nhánh nó nhiều quá, với lại bác Út cũng muốn cho nó cái cây nó có bóng mát ở phía trên thôi, cưa mấy nhánh chừa chớp đọt lại á, nên nhờ ba của Hoa đến đây để cưa. Sẵn mấy phần nhánh này dài quá mà ngay đường dây điện với lại ngay đường đi nữa, sợ nguy hiểm đến người đi đường á, nên cưa mấy nhánh bớt. Đây thì anh Hiền hai cây sao gần cái trụ điện, trụ đèn đường. Em Cường với anh Hiền cưa hai cây đối diện nhau luôn á. Bà con Hoa thì leo ngay khung lưới B40 luôn. Ba thầy trò cưa gần nhau. Dừng dướng máy cưa bà. Đây có một dây internet với lại một dây điện. Điện này chắc đèn đường với lại điện dân dụng quá. Cho quý vị xem cái phần nhánh nó ra có nhiều lắm. Do mỗi người cưa một cây, không có ai phụ với ai hết, nên ba của Hoa cưa nhỏ nhỏ ra, dọn ra khỏi cái đường đi luôn.
cây em Cường nằm ngoài mé gạch. Ở phía trong cũng hơi trống trống, ba con hoa cừa cho nó rớt xuống luôn rồi, không có treo vậy. Hai cây sao này nằm gần nhau bởi vì nó eo qua hai bên để tìm ánh sáng. Hai cái phần đọt nó nghiêng qua hai bên luôn.
phải không? À, à thôi đi. Được rồi bay. Được rồi. Cái này là ba cũng được bác Út đến đây kêu đến đây để cưa máy nhánh. Bác Út chỉ sao thì cưa như vậy thôi. Và ba cũng hoa cũng đã cưa xong rồi. Bây giờ tụt xuống. Hàng bên đây thì cưa bớt cái phần đọt mà đọt gieo ra ngoài xong. Qua gần tới bên cái phần đọt của bên em Cường, cây sau em Cường mới cưa nãy. Ba cũng hòa đi ra phía ngoài. Chừa cái tược đứng nhỏ, cắt hai cái phần tược ngang ra phía ngoài xong thôi. Mấy này sao mà tao thấy không phải lại đằng này là thấy cục kia nó dài hơn, còn qua bên kia là thấy cục kia nó dài nữa vậy đó, tại mình cũng mềm xây nó thấy vậy đó. Vậy nè, cũng như làm là còn cái cây này cắt qua hai nhánh này nè. Đây nào hai nhánh cục kia đó không? Hai
Bây giờ như là chùa cái trục đứng đó, mình cắt hai cái một trục nạp tài dưới trục này, thứ hai cái dưới cái hai cái nhánh này xíu đó là hai nhánh đeo đó thôi. Thì chú mấy nhánh đeo đeo này cắt hết. Cũng như trên đó cắt hai nhánh đó. Vậy hai nhánh đứng không tính, hai trục nhỏ không tính, lấy hai nhánh này ngang. Ủa dạ, anh ở đâu? Tôi Vĩnh Long. Vậy hả? Dạ. Ủa, tôi coi YouTube của anh. Dạ. Ô đẹp trai quá. Con Qua hả? Dạ, dạ con Qua. Con này con Lâm Phạm. Lâm Phạm biết rồi. Dạ. Con đó là Cường đó. Nãy giờ biết rồi, mới coi bữa hôm đó nè. Dạ, coi hoài luôn á. Còn xác thì nó mà mình có nó tay nó còn yếu, nó còn ở nhà. Dạ dạ. Dạ, dạ. Hồi nãy tôi thấy ông ngồi trên là tôi biết ông rồi. Dạ, nãy giờ bác đợi dọn nhánh cây nữa đó. À, đi nha. Dạ, dạ, rồi, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Tôi coi suốt luôn á. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Lộn, lộn ngoài luôn nè. Rồi đạp dãy nhánh luôn nha. Không có đạp cao. Cái đó là không thể lấy căng cạp, em Cường cũng chơi ác quá. Xuống đây lấy máy dài chọc lên cát. Kệ đứa máy vậy? Xuống đây, tới chơi rồi. Trời. Rồi dùng cây mụ luôn vô cái mụ nhỏ. Bây giờ làm phải làm vô coi cho trống. Này để coi em Cường tới như thế nào. Nhắc leo lên hàng rào quá. Mà cũng hồi tiếp tục leo mấy cây ở phía giữa. Hồi nãy chóp anh Hiền hai cây nhỏ này mà anh Hiền mới cưa có một cây à. Cây này thì lên chỉ cưa mấy có vài nhánh à. Sao nó cong dữ vậy? Cong vậy khó leo luôn. Khó leo không leo.
sao nó bị thẹo. Kêu cưa vài nhánh, bây giờ còn kêu cưa chờ cái chớp đọt nhỏ thôi. Rồi dướng lên cây cà na mà hên, ngay đây là cái mương nhỏ, cái con gạch không sao. Rồi xong. Sao này xấu còn hơn tôi nữa. Dạ, đợi chút. Mấy cái đó cắt đó, nó gãy luôn à. Tại vì cái mặt khoai nó bự quá rồi, cái đọt nó nhỏ quá, cắt nó bự cái mặt khoai là nó gãy ngang mặt khoai đó đó. Để cho nó gặp được lại. Chứ bây giờ cắt đó là cái mặt khoai nó bự quá, là ngang nó gió là gãy ngang cái mặt khoai đó đó. Ngay phần mấy phần nhánh ở phía trên nó bự gần bằng thân chính rồi, nên ba con hoa phải chừa lại cho một khúc dài. Cắt xác là để cho nó liền, nó thẳng cây, mà trên đó nó không vòng mà nó không thẳng được. Nếu mà ở trên đó mà cắt xác là gió mạnh một cái là gãy luôn phần đọt. Một cây gỗ chắc thiệt chứ. Không biết quý vị có nghe tiếng bước chân ba củ hoa đi không? Giọng cọc cọc cọc.
cái công dụng khó leo quá mấy ngày nay gọi hàng ở ngoài á bác ơi. Gọi hàng này dạ. Gọi là gọi một ngày á. Vô ngày. Chọc chạy thôi. Đồng với bà con mình nha. Anh Ba Cúng Hoa, anh Hiền và em Cường cũng đã cưa mấy nhánh xong 4 cây sao rồi. Đây là bà Cô Hòa cưa 2 cây, anh Hiền cưa 1 cây. Mùa nắng quá. Em Cường thì cưa cây phía ngoài. Bà cũng đã cưa mấy nhánh xong rồi. Thôi cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.